2. À, xin chào các bạn đến kênh Đại Lâm Buria. Bên Vi Tô Lao chào với đạo Trần Hoàng, Đại Lâm Balotelli và Đại Lâm Chiến bên đây. Đây là kèo tài bông bông rất hấp dẫn, đang được chờ đợi rất sung. Đứng trước màn đồng kính Đại Lâm là tem của Bảo Kim Cơm và Kim Canh. Còn bên kia những người bạn Cambodia Lai. 1-0. Cơ hội phản công đang tiếc 1-0. Trận đấu đang rất sung và rất sung. 1-0. Hai một đang nghiêng về cho những người anh em Cambodia Lai. 2-1. Mất bánh. 3-1. Trận đấu đang rất sung, rất hay rồi. 3. Mất bánh. 2-3. Bi bay. Hiện tại bây giờ là 18:30 giờ địa phương. 7 Lê Tư, sạc sau Hương Loai, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Rất sung và rất sung. Đặc biệt là cái sự xuất hiện của anh em Cambodia Lai. Lại là Bảo Kim Cơm phạt bóng ra ngoài. 4-2. Quá khó chịu. 5-2. Và phạt bóng rồi, quá khó chịu của những người bạn Cambodia Lai. Mất bánh. 3-5. Quá hay cho Bảo. 4-5. Xin cảm ơn Rusi Nguyễn đã tặng cho Đại Lâm cái nón này và trái bóng Mikasa. Hiện tại bây giờ Đại Lâm đã gửi lại trái bóng Mikasa cho sân Gò Sòi để đánh tay. Rồi xin cảm ơn Rusi Nguyễn. Bang Rodida Borentina. Quá ghê. Mất bánh. 1 pha lúng sân rồi của anh em Cambodia Lai. Sáu bốn. Quá khó chịu. Vẫn còn. Minh Lực. 5-6. Năm sáu. Ram mui. Sáu đều không. Một pha ráp trắng quá tuyệt vời vừa rồi của anh em Cambodia Lai trước Bảo Kim Cơm. Bảo Kim Cơm là nón trắng, áo đỏ quần đen. Bảy năm. Lại là đánh bóng ra ngoài. 8-5 đổi sân. Lip roll và lip roll. Chai nóng và chai lạnh 135.000 một chai. Chai đầu mỏ với gáy 145.000 một chai. Xin cảm ơn các bạn đã nhiều. Quảng cáo toàn thấy sạch, không thấy ai mua. Sạch không. Đây, đổi sân. Những người anh em Cambodia Lai đang đứng trước mặt Đại Lâm. Quá ghê. Minh Lực. 5.
6-8. Còn phía xa xa bên kia là Dương Abu, căn cứ bóng mãi định. Dương Abu. Một pha Mậu Bình 7-8. Trận đấu đang rất căng, rất hay. Bên kia là tem của Bảo Kiếm Cơm. Quả khó chịu. Mất bán. 9-7. Đây là những người anh em sốc spy bòn. Tụi em Bạc Liêu Sóc Trăng quên đó. Sóc Trăng cho mình. Sốc spy bòn, banh bia Sóc Trăng. Quá khó chịu cho Minh Lực. Một pha tay trái quá khó chịu. 8-9. Đây là những cuộc đối đầu giữa Sóc Spy Bòn và anh em Bảo Kiếp Cơm. Tạm trên. Quá khó chịu. Trên đều. Một pha phá bóng ăn điểm trực tiếp rồi của Bảo Kiếm Cơm. Ramon. Lại là Bảo phát bóng không vào lưới. Mời trên. Quả cỏ. Mất banh. Bại là bóng ra ngoài. Lại là bóng ra ngoài của tem Bảo Kim Cơ bên kia. Mười một trên. Lợi thế đang nghiêng về cho anh em Sóc Spy Bòn. Sóc Trăng bên biên bóng lèo. Quả khó. Bảo. Lại là một pha nhét bóng quen thuộc của Bảo Kiếp Cơm. 10-11. Đập vui. Biên số 4 và mũi giữa là anh em ruột nha các bạn. Xin lỗi các bạn, bóng ra ngoài các bạn, bóng quá nè. Bóng ngoài Bảo ơi. 12-10. Đáng tiếc vào bóng gì rồi. Đáng tiếc cho anh em Sóc Spy Bòn, Sóc Trăng bún nước lèo. 11-12. Cái tại đây trận đấu rất hay, rất hấp dẫn rồi. 11-12. Đập môi đập bi. Lại là Bảo bẻ cô tay bóng đi ra ngoài. 13-11. Lợi thế đang nghiêng về cho anh em Sóc Trăng. Mười bốn mười một. Một pha đánh bóng không qua lưới của biên số 4 rồi của tem Bảo Kim Cơm. 14-11.
4 Ngọc. Thành em Thanh, Thanh tiếp. Các bạn nghe không? Rồi. Thành gái kêu sang bên trái, sang bên trái. Đang tiếc lại phát bóng qua lưới rồi. 12, 14, 15 điểm tới. Động nóc. 12, 14. Mất banh. Bóng ra ngoài. 13, 14. Đáng tiếc pha bóng gì rồi cho biên số 4. Anh em Sóc Trăng, Sóc Trăng, Ba Bòn. Để chờ đèn tắt hả? Từ từ ơi, Pha Bảo ơi, đèn qua xe. Kết thúc chương trình đài truyền hình. Đến đây là xin chúc mừng anh em Cambodia Lai, Sóc Trăng, Sóc Trăng, Ba Bòn, Bánh Bia Bún Nước Lèo đã vào bờ hoàn toàn. Đây là những cao thủ võ lâm còn ở bên trong phía chúng tôi, đặc biệt có Phước Di. Phước Di 110kg đang đứng nấp chỗ đây, rất ghê gớm. Rồi tiếp tục cho cặp đấu này rất hấp dẫn nha các bạn, tiếp tục nha.